Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ các hình chữ nhật và các hình đa giác trong phần mềm AutoCAD 2015. Để vẽ các hình chữ nhật hoặc hình đa giác, các bạn sẽ vào Home, mục Draw, chúng ta sẽ có cái biểu tượng Rectangle và Polygon ở đây. Và để vẽ cái đối tượng nào, chúng ta sẽ kích vào đấy. Ví dụ như mình muốn vẽ một hình chữ nhật chẳng hạn, mình có thể kích vào đây. Đấy. Hoặc các bạn có thể là gõ lệnh bằng cách gõ REC. Đấy, Rectangle và mình sẽ Enter. Phần mềm bảo rằng các bạn hãy lựa chọn cái điểm đầu tiên của hình chữ nhật nó sẽ nằm ở đâu. Ví dụ như mình sẽ chọn cho nó là tọa độ 0, tab 0, mình enter. Đấy. Và tiếp theo nó sẽ bảo chúng ta xác định những cái điểm cuối cùng. Và cái điểm này thường là chúng ta sẽ tính luôn được là cái hình chữ nhật của chúng ta nó có thông số chiều dài chiều rộng như thế nào. Ví dụ như mình sẽ nhập cho nó cái thông số chiều dài là 5.000 chẳng hạn. Mình tab chiều rộng mình sẽ cho nó là 3.000 chẳng hạn. Mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một hình chữ nhật với một chiều là 5.000 và một chiều là 3.000. Đấy. Mình có thể thực hiện lại cho các bạn xem. Mình sẽ kích vào đây. Đấy. Mình chọn một điểm đầu tiên. Đấy, điểm đầu tiên nó sẽ nằm đây ạ. Đấy. Và mình sẽ nhập cho nó các con số ví dụ 3.000, tab 2.000. Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, chúng ta đã tạo ra được một cái hình chữ nhật. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra các hình đa giác. Thì để tạo ra các hình đa giác, chúng ta sẽ kích vào đây, chọn Polygon. Đấy. Thì sau khi các bạn chọn xong, phần mềm sẽ bảo các bạn rằng các bạn hãy thiết lập cái số cạnh của đa giác sẽ là bao nhiêu. Ví dụ như mình muốn vẽ một hình tam giác chẳng hạn, mình gõ 3 và mình Enter. Nó sẽ bảo các bạn hãy chọn cái tâm của hình đa giác, mình sẽ gõ 0, tab 0, enter. Đấy. Tiếp theo nó bảo rằng các bạn muốn chọn chế độ vẽ đường tròn nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ, một là đường đa giác và vẽ theo là đường tròn ngoại tiếp và đa giác vẽ theo đường tròn nội tiếp. Mình sẽ chọn chế độ inscribable in cycle. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ nhập một cái thông số là thông số bán kính. Đấy, các bạn có thể ấn F8 nhé. Đấy. F8. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ nhập cho nó cái thông số ví dụ như là 3.000 nhỉ. Mình enter. Đấy. Và để bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh cycle. Đấy, mình lại C enter. Mình chọn tâm. Không tab không. Mình enter. Mình nhập cho nó cái thông số là 3.000 nhá. Bán kính 3.000, mình enter. Các bạn thấy chưa? Đa giác của chúng ta là một đa giác được vẽ theo cái đường tròn ngoại tiếp với đa giác và đường tròn này có bán kính là 3.000. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ gõ lệnh polygon. Đấy, polygon nhá. Và chúng ta sẽ cho nó là 3 chẳng hạn. Đấy, 3 cạnh. Mình cũng chọn tâm cho nó là 0, tab 0. Đấy. Đấy. Mình sẽ làm lại này. Mình gõ lệnh on polygon. Đấy. Mình chọn 3 này. 0, tab 0, enter này. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ scribble about cycle, tức là đường tròn nội tiếp. Đấy. Kéo dài này, định hướng nhé. Và bây giờ mình sẽ cho nó cái thông số này. Đấy, mình có thể bỏ F8 lên để định hướng nó dễ hơn. Hoặc các bạn có thể bật F8. Đấy. Thế đây mình sẽ cho nó thông số là 3.000 chẳng hạn. Mình enter. Đấy. Bây giờ các bạn thử vẽ nhé. Các bạn thấy chưa, chúng ta có một đường tròn 3.000 đây. Và đây chính là cái đường tròn nội tiếp của đa giác. Đấy. Đấy chính là cái điểm khác với việc cái đường tròn inscribable và đường tròn circumscribable. Đấy. Bây giờ mình có thể thao tác lại với các bạn để các bạn có thể thấy chúng ta thao tác với bàn phím như thế nào. Đấy, mình sẽ gõ lại POL này, polygon, enter. Mình chọn cho nó thông số số cạnh của đa giác, mình chọn 5 chẳng hạn, enter. Mình chọn cái tâm, mình chọn tâm, tab 0, tab, enter. Đấy. Đấy, các bạn có thể kích vào đây hoặc là kích vào đây nhé. Mình trả giữ mình kích vào đây chẳng hạn. Đấy. Mình kéo ra. Đấy, mình sẽ đánh cho nó cái thông số bán kính. Nên nhớ rằng là thông số bán kính đường tròn ngoại tiếp nhé. Mình cho nó là 5.000. Đấy. Đấy chưa? Đấy, bây giờ mình thử vẽ đường tròn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đường tròn ngoại tiếp đa giác. Đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể vẽ các cái hình chữ nhật hoặc là hình đa giác trong phần mềm
AutoCAD 2015. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.